một tình huống 4 vs 4 thì đúng hơn khi mà hai Rick cũng đã xuất hiện rồi. 4 vs 4 với một cái thế mà bánh mì kẹp thịt tứ bề thọ địch. Lượng giới đồng quy làm dáng, làm trắng cái gì luôn ạ. Mocha mất máu rất nhiều và Mocha đã lên bảng điểm số 6 ngâm vội cước. Kera bấm đồng hồ đánh sát thương vội cước. Cánh còn lại thì double kill có cho Hybrid. Và nó có thể là quadra kill. Triple đã có một cú quy trượt đánh tay không trượt được quadra kill dành cho Hybrid. Kevo là người duy nhất nằm xuống cho tình huống vừa rồi. Còn Kera đã xử lý gọi là mắc ping. Để xem con Echo support này có gì khó chịu nha các bạn nhé. Thấy nãy giờ đang có cái tỷ lệ win khá là cao với con Echo này nhá. Ui lấy AP các bạn ơi, lấy full AP ạ. Ảo đấy, chơi đấy. Thường thì những cái con tướng như vậy thì người ta sẽ hướng đến nhiều giáp anh em ạ. Nhưng không, Kera lên AP. Trên người chỉ có 38 giáp thôi. Cộng giáp và 18 AP nhá. Khởi đầu cũng là một cái trang bị cộng AP nữa. 23 AP và 38 giáp, 32 kháng phép. Hộ vệ, đang có hộ vệ cả hai bên đánh hộ vệ luôn. Nhưng mà bên kia có con Brom. Trao đổi xương xương diễn ra và khi kích hoạt được nội tại thì mất máu đến từ Mocha là nửa cây. Ôi. Bắn Q cũng là rất khó chịu của Hybrid. Một cú đánh tay nội tại không được đến từ Kera. Bụi cỏ này hoàn toàn không hề có mắt. Kai'Sa... Nếu bây giờ Kai'Sa cắm mắt ra thì lại bị cái mech quét nó phá các bạn ạ. Và nên nhớ là trong vòng 4 phút đầu thì chỉ có một con mắt thôi. Nên là có vẻ như Kai'Sa đang muốn tiết kiệm con mắt đó lại để có thể cắm khi mà dừng xuống. Áp lực chưa kìa, Echo đẩy đường nhanh quá. Còn Echo nó quy dọc được lính đẩy đường nhanh quá anh em ạ. Và đánh tay vào lính thì nó cũng kích nội tại nên là đẩy đường cực kỳ nhanh luôn. So với những chất tướng như là Thresh hay Brom hay là Leona chắc nó đẩy đường ở trên một bậc luôn rồi. Rexan ba bãi xuống ganh luôn ạ. Ra mid ganh luôn, Salak còn skill không? Còn e. Không được. Hơi với tầm, tôi cảm giác hơi với tầm. Như vậy là chưa hồi hộ vệ, bên kia cũng vậy. Hộ vệ của hai bên hồi gần như là ngang nhau. Một game đấu đánh căng như đánh giải. Trừ đứng trên thua lane cực kỳ khủng khiếp, con dai khởi đầu bằng một cái lưỡi hái. Và sau đó thì bị thua mười mấy set trên top ạ. Rất khó chịu ạ. Con Echo cứ đánh nhấp nhả. Nhìn nó có vẻ là khá là khó chịu bởi vì nó vừa trâu mà nó vừa có đam trả lại. Nó vừa để đường nhanh nữa. Chỉ có điều cái con Echo này cái CC nó hơi khó dùng. Tôi cảm giác con Echo này cái lượng giới đồng quy để làm choáng nó rất là khó. Có mắt phía sau rồi. Cánh giữa. Cánh giữa thì Yaharong cần Lee Sin ra để reset way. Lần về nhà đầu tiên với dịch chuyển. Có lẽ sẽ là khá nhiều đồ. Còn đường dưới thì diễn ra một tiếng đánh nhau 2v2. Kera rút lui với lớp giáp tạo nên từ hộ vệ và xạ thủ bên phía bên kia vừa ăn full combo cộng với Theodos. Hiện tại thì chỉ còn lại... Ôi, mất cả hồi máu ạ. Chiến công đầu cho Kera sau tốc biến ngược trở ra. Có hồi máu, trụ bắn sát thương không đủ. Nhưng Yaharong TP xuống dưới đánh tay làm choáng. Kera đi vào trụ và lên bảng. Double kill với một cho Brom và một dành cho Yaharong. Zed cũng đã thu được khu đường giữa và... Bắt buộc dịch chuyển trở lại đường giữa nên là không còn dịch chuyển xuống nữa. Chiến công đầu rơi vào tay support thì cũng không phải là một... Cái mạng chiến công đầu đó uy tín lắm. Cánh trên đó là hai chiêu cuối Kennen đều được dùng cả. Zed mất máu rất nhiều. Cần phải ai đó che cái quy ạ. Rất may đó là cú quy trượt của Kennen đã quy trúng nhiều khi Zed đi rồi. Đó có thể là tình huống được gọi là cân ba đến từ Doran. Bây giờ vòng xoáy không gian Lee Sin Blitz xuất hiện cấp độ 5 sóng âm trúng vào dây của KFO. Bị hất tung lên sát thương rất nhiều và đó là mạng cho Doran. Cam Doran có vẻ là quyết định sai lầm ạ. Nãy giờ mới để ý đây là Doran. Thảo nào cứ bảo cái gì nó sai sai. Tại sao một con Kennen lại có thể thắng được con dai nhiều đến như thế? Và tại sao lại có thể có một con Kennen chống băng trụ hiệu quả đến như vậy các bạn ơi? Vì đó là Doran các bạn ạ. Ui. Nãy giờ cứ mải focus có Echo đứng dưới và chợt nhận ra là Doran trên top các bạn ạ. Quá là điều hợp lý. 2-0-0 cho Doran. Quá hay. Để xem có Echo ăn chiến công đầu để gánh như thế nào đây. Tin đang mất tới 5 xác. Tin đang thua tới 5 xác các bạn ạ. Ê, vẫn bị làm choáng.
Sát thương dồn vào là khá nhiều. Mokka bị kích nội tại bởi Keria. Keria có chiêu cuối nhưng năng lượng còn lại gần như là không đủ để có thể sử dụng full combo. Chiêu cuối đã là 100 mana mất rồi. Q là tầm 70 mana. E là 40 ạ. Tổng cộng phải cần đến tầm 200, hơn 200 mana. Chưa kể nếu muốn tạo giáp từ lượng giới nữa. Đó là một pha solo 1-1 và trừng phạt được dùng đến từ vị trí của CID là rất hay. Chưa đủ sát thương để dứt điểm bằng chiêu cuối. Tốc biến qua. Ui, outplay gắt. Outplay cú clip trầm cảm. Cái trồi lên ngắt được sát thương vội cước. Clip cũng không còn cách nào khác cả. Bị có Sylas áp sát phải lấy đá mất máu nhiều quá rồi. Bắt buộc phải vội cước đổi mạng nhưng mà đã có một tình huống outplay tốt đến từ CID. Và bây giờ thì khu cánh dưới Keria cộng với Hybrid liệu rằng có dám 2-2 không đấy. Băng địa chấn đưa ra, lưỡng giới đồng quy đưa ra, thiêu đốt ngược trở lại. Mokka mất máu quá nhiều, hồi máu được dùng. Keria dùng chiêu cuối trước khi bị dồn sát thương lên bảo đếm số, và đó là một mạng nữa cho team Keria. Bỗng nhiên comeback rất mạnh và hơn 500 tiền rồi ạ. Nhân tố D vẫn sẽ là một cái nhân tố rất là đáng chú ý vì 10 phút đã hoàn thành đai tên lửa vãi nổi ạ. Thế nào, 10 phút Ken đã xách ra đồ thần thoại rồi các bạn. Thế dài thở rồi, đường giữa đã có một tiếng gành. Yaharo tốc biến trả sát thương lại khá lớn. Một hit nữa có thể làm choáng ạ. Clip sóng âm đã bị che bởi Keria rồi. Keria đã có thể hỗ trợ cho bộ đôi đi rừng và đường giữa mình rút lui với một lượng máu cực kỳ ít ỏi của Z cũng như là cả CID nữa. Lee của Clip thì đang rất khỏe. Với lượng máu này thì Sylas phải về và Z sẽ còn TP trở lại nhá. Có thể TP ra có mắt nào hay không đây, không có mắt nào TP cả. Lưỡng giới đồng quy đặt ra đến từ Keria băng vào làm choáng lưỡng giới đồng quy, cộng với đó là kích hoạt được nội tại. Chỉ là một Echo support để sát thương cũng tương đối hạn chế. Z di chuyển lại, bên phía bên kia thì CID bị tấn công, trừng phạt của Clip lấy được con cóc. Và sau đó thì bị đào hầm tiếp cận, nỗ long cước né hất tung, Doran đã đến. Doran con quy xịt, Brom đang tạt ở bên phía cánh phải. Như vậy là không ai chết cả. Ezreal đã có những dấu ping cảnh báo rằng Kai'Sa lên cánh trên. Bây giờ sẽ là tình huống khởi động sứ giả đến từ Clip. Z bắt được con Brom, còn băng địa chấn đến từ cả hai. Làm choáng, Echo của Keria băng lên làm chậm được Yaharon. Một tiếng quy vào để rờ vào đến từ vị trí của Rek'Sa và ngay lập tức Keria bước vào để tanh trụ. Chiêu cuối ngược trở ra nhưng Ryze đã có một mạng ngược trở lại rồi. Chiêu cuối sắp hết giờ nên là Z quyết định dùng luôn. Dùng nó vào Clip, Clip không còn nỗ lâu cước nữa. Keria thì không còn năng lượng nhiều để có thể hỗ trợ thêm cho Z, trong khi đó cánh trên tôi thấy Doran đã có một pha solo kill. Cắm mắt ra thấy con dây di chuyển. E lên làm choáng chiêu cuối các kiểu, bắt double stun, tốc biến thả diều rất tốt. Chiêu. Đúng là Doran các bạn ơi, nhân tố D. Khi team đang thua tiền thì Doran gỡ lại một mạng solo kill và cùng ánh sáng thì sao? Né cái nhẹ luôn, né như tun ạ. Uầy. Echo đi ra trước sau cái Brom này anh em này. Còn Echo bây giờ nó đẩy đường cho con Ezreal farm free đường dưới, sau đó ra mid áp lực thôi anh em. Lưỡng giới đồng quy. Zay phát hiện ra Lee Sin của Clip. Clip hộ thể chạy về hướng của Doran. Chạy về hướng của Doran là hướng quá hợp lý rồi. Với áp lực đến từ Doran thì bên kia chắc là không dám lên. Nó nhìn cái quy Doran đi. Nhìn cái quy Doran đi. Một quy một đấp các bạn nửa cây rồi sao chơi. Giờ Echo này nó sẽ ramming cùng với con Brom. Bây giờ thì Echo sẽ trở lại khu đường dưới để gây sức ép. Nếu như Brom không về thì xạ thủ sẽ bị đai. Quyết định thêm Mokka đấy như thế nào đấy ạ. Mokka bỏ rồi. Vòng xoáy không gian đưa vị trí của Rai đến với con Zay đang không còn nhiều năng lượng khu cánh trên. Như vậy Doran sẽ có được trụ một. Đây sẽ là trụ một toàn bản đồ. Cánh dưới thì sao, bao trụ tay đôi. Kể cả đó là tàn phá hủy diệt của Keria cũng không ăn trụ nhanh hơn Doran được. Đường giữa Sylas của Z tiếp cận, sát thương là khá nhiều. Rek'Sa đã có chiêu cuối. Tốc biến hất tung và mổ sát thương chuẩn. Không cần mổ sát thương chuẩn. Trụ bán rất đau ạ. Đó là những hit bắn đến từ trụ. Nó đã được stack lại rất nhiều lần. Và chỉ là một đổi một mà thôi. Đứng trên dây bị ganh và mạng có dành cho Kennen của Doran. Hai trụ đứng trên liên tục, không ai hỗ trợ cho KFO cả. Với kết là top rất toang rồi. Tình huống lưỡng giới đồng quy đặt ra khép góc rất khó chịu. Kai'Sa chiêu cuối sang bên phía bên kia màu xanh. Tốc biến theo bắn quy xịt. Nhưng đánh tay thì không xịt được. Vòng xoáy không gian để có thể băng trụ đến từ Z nhắm đến Mokka. Nhưng đây là con Brom còn tới kiên cường, nó khá trâu. Doran thì sao? Doran ra khu đường giữa. Ăn hai trụ trên do ra mid defend. Ui ôi, đánh ăn được cả con xe nữa, hợp lý luôn. Mọi thứ đều đang hoàn hảo đối với đường trên của KT ở thời điểm này. Mất cả trụ bot nữa. Thậm chí di chuyển và hỗ trợ cả
team ăn con sứ giả luôn ạ. Wow. Chỉ con Rai này hơi khó về rồi. CC cộng với sát thương đến từ bộ Darkseid và Sylas là quá nhiều đi. Yaharong đã chết tới mạng thứ tư rồi. Doran là người cầm sứ giả để lẻ. Nhưng thời điểm này thì cánh trên đã mất tới hai trụ rồi. Rồng thuộc về cho team của CAD. Lee Sin của Clit ra KS rồng không được. Lưỡng giới đồng quy ép tốc biến của Clit vẫn bị e vào, bị đấm liên tục, bị làm chậm. Clit hộ thể chạy không còn nộ long nữa. Tạm thời thì Clit tốc biến hộ thể các thứ chạy được. 9 đều rồi, tranh tiền thì khoảng chừng vài trăm. Bây giờ thì nó lên tầm 1000 sau khi có được trụ hai khô đứng dưới như về kiểu gì đây. Caria còn chiêu cuối nha. Mocha yếu máu, Caria đang giữ chiêu cuối lại ở những giây cuối cùng. Chiêu cuối và bắn đến từ Kai'Sa. Sát thương chưa đủ, nó đã có double kill dành cho Clit. Caria bấm đồng hồ sau chiêu cuối tại chỗ. Và sau tốc biến chạy để cho mạng dành cho ai đó, dành cho Hybrid. Cầu sấm tốt đến từ kế vô cùng ánh sáng trượt. Lưỡng giới đồng quy có cấp độ 10 dành cho vị trí Caria, nhưng mà Kennen của Doran đã thả sứ giả và có được chung một khu đứng giữa. Một rồng cộng với 1000 tiền cho team 1. Kennen Doran về mua mũ phù thủy. Ồ, phải cả nồi ạ. Ông ấy về ông đóng thẳng cái mũ phù thủy ạ. Oh my. Đấy, 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 đi rồi. Ôi, quy xịt rồi. Ui, quy chấp hai cái quy luôn. Clip sóng con xịt rồi. À, mũ thủy chấp quy rồi, nỗ lòng cước sóng con chú hồi cước. Ok, có mạng rồi, nhờ clip rồi hơi cầu cành. Trong khi đó cánh còn lại tôi thấy rằng Yaharong bị bắt ạ. Ôi, sao lại bước ra ngoài cái chiêu cuối đấy kia. Yaharong tấu hài ạ. Đầu game ông ấy rõ ràng là ông ấy TP xuống, ông ăn rất là nhiều mạng. 2-0-0 xong bây giờ ông ấy fit 4-6 rồi. From 20 to 46 các bạn ơi. Con dây này nó có kháng phép. Công bằng của nó thì con dây đã có kháng phép rồi. Mà solo chấp hai quy là hơi toang nhá. Ồ, lưỡng giới đồng quy làm choáng cả hai, sau đó thì mạng cho Hybrid. Con Echo này nó quá khỏe đi các bạn ơi. Giờ Echo support của Caria nhìn nó có vẻ là thế giới. Món thứ hai tôi nhớ không nhầm là build rát máu thì phải. Với một cái hỏa ngọc như vậy, game trước tôi thấy lên một cái hỏa ngọc cộng với một cái đai khổng lồ. Nhưng tôi không kịp để ý nó là cái... Không kịp để ý nó là giáp máu hay là cái găng xích thù hận nữa. Doran solo 1-1 cùng với đó là vị trí của Z. Và đó là một tiếng hộ thể đến từ Clit. Nộ lòng cước. Cover rất tốt nhưng sát thương liệu rằng có đủ không đấy Clit rồi. Sylas vẫn đang đồ vương hồi máu lại liên tục với 5 điểm. Ôi, sát thương rất nhiều. Rất tiếc là không đủ. Cùng ánh sáng chuẩn xác của Hybrid. Một pha sniper tốt của Hybrid, Kredia xuất hiện để có thể giữ chân đối phương lại nhằm tạo ra một pha gỡ mạng. Dịch chuyển lập tức được dùng đến từ Rai của Yaharong. Kredia cũng đã phải đầu tư cái đột phá thời gian để rút lui rồi. CAD cộng với KFO đang vòng ra. Rek'Sai đào hầm tiếp cận tiến sau. 4v3. Một tiếng 4v4 thì đúng hơn khi mà Hybrid cũng đã xuất hiện rồi. 4v4 với một cái thế mà bánh mì kẹp thịt tứ bề thọ địch. Lưỡng giới đồng quy làm dáng, làm choáng cái gì luôn ạ. Mocha mất máu rất nhiều và Mocha đã lên bản điểm số sóng ngâm vội cước. Kera bấm đồng hồ đánh sát thương vội cước. Cánh còn lại thì double kill có cho Hybrid. Và nó có thể là quadra kill. Triple đã có một cú quy trượt đánh tay không trượt được quadra kill dành cho Hybrid. KFO là người duy nhất nằm xuống cho tình huống vừa rồi. Còn Kera đã xử lý gọi là mắc ping. Căn bản là nó cũng xanh vãi chảy ra. Kera chiêu cuối ngược trở ra, người đang đứng trong trụ đó là CAD mất nửa cây. Kai'Sa chiều cuối và bắn sát thương đến từ Kai'Sa là hơi ít tốc biến lên dứt điểm với nội tại được kích hoạt. Lưỡng giới đầu quy làm trắng trúng các xạ thủ đối phương. Sylas của Z đang quật liên tục với những tình huống xích thẳng vào và Kai'Sa lên bảng rồi cùng ánh sáng từ xa. Nộ lòng cước dồn sát thương chung với team đó là mạng dành cho vị trí của Clit. Tiếp tục dồn sát thương vào dày của KF và double kill cho Clit rồi. Hybrid lên quá trễ, Caria đã bị shut down. 1000 tiền trên người của Hybrid nhưng có vẻ team 2 đang quan tâm đến con Baron nhiều hơn khi mà Kennen của Doran về TP ra. Cần ngay lập tức một thiếu TP để ăn Baron trước một con Brom yếu máu như vậy là tanh không nổi. Đang ngắm nghía. Ngắm nghía một hồi thì cũng phải TP thôi. Không TP của Evry là đấm hết. Hoặc thậm chí TP con Evry nó cũng đấm hết. Evry là còn flat nha, bắn quy trượt liên tục đến Hybrid đấm trúng rồi. Quy trúng bị dính sát thương nhưng mà có tối kiên cường và cùng ánh sáng trượt. Dịch chuyển của học chạy đến từ Hybrid mất Baron rồi. Kennen băng thẳng lên và đó là một tiếng làm choáng quá tốt đến từ vị trí của Doran.
tức có thêm 1.000 tiền quét sạch không chính thức. Dây dịch chuyển để có thể vòng ra bắn vào người Mocha, có mạng dành cho KFO rồi. Cannon của Doran tốc biến thoát khỏi sai lát của Z, sau đó thì trả sát thương giúp cho Clit tiếp tục lượm mạng. Tốc biến lên dùng quy chúng tiếp cận bằng chiêu cuối. Và đó là cú hộ thể nhưng tạo giáp không đủ nhiều đến từ Clit để cứu Doran. Doran chết nhưng mà team đang vét mạng ngược trở lại với mạng đầu tiên dành cho Haron. Kai'Sa lên bảng. Có vẻ như Z đang cầu giờ cho Kera đến, nhưng mà Kera đến cũng chỉ là một con Echo support mà thôi. Kera tiếp cận, chiêu cuối Kera còn, ngay tức bấm đồng hồ. Ryze vẫn đang trưởng rất đau và Z là người mất máu rất nhiều và lính Baron đang nhổ. Chiêu cuối đến từ Kera để hồi máu, sau đó tốc biến chạy ạ. Trụ có dành cho Z trong một tình huống chớp được thời cơ, và bên phía bên kia thì Kera đang solo với Haron. Tốc biến dứt điểm tốt đến từ Clit. Thêm một cú quét sạch không chính thức nữa hay chăng? Nó chỉ là một cú quét 3 người nữa mà thôi. Hybrid đã kịp hồi sinh rồi, Kera cũng giữ mạng được. Cuối cùng ánh sáng cũng chỉ mang tính chất gọi là cầu may nhưng không được ai. Ok nhá, team trở lại với lượng tiền là rất lớn dành cho Doran và đồng đội. Con Lee nãy giờ ăn tương đối nhiều mạng, đã có 3 món trang bị rồi. Ryze cũng đã sắp 3 đồ rồi anh em ơi. Chỉ mỗi cái Kai'Sa 1-7 nó hơi khổ. Ezreal thì đã có thương phục hận rồi ạ. Ồ, có Ezreal nãy giờ chết nhiều mà sao vẫn nhiều đồ nhờ. Vẫn farm rất tốt. Vẫn thương phục hận, giờ về đóng thêm cả giáp thiên thần nữa. Tôi nghĩ giáp thiên thần chắc là ok. Đồng hồ trước đã. Salak cũng đã mũ phù thủy rồi các bạn ơi. Iron Surrey đã được hoàn thành đến từ Keria. Tập này cái Echo này nó chỉ là khó chịu thôi chứ giờ nó cũng không áp lực từ nhiều lắm. Căn bản nó chỉ làm con support và khá là thọt tiền đó. Thọt tiền ở đây là so với carry nhá. Đang cầm Baron đầy đẩy tại cánh dưới, cánh trên là một tiếng solo 1-1 cầu sấm trượt. Solo có vẻ như không cân sức lắm thì phải. Zay cũng chỉ là câu sẽ kéo chút thời gian sau đó thì té thôi. Cánh dưới thì Keria gần như không có sức ép gì nữa cả. Cấp 12 đến từ Echo cộng với lượng sát thương ít ỏi. Con Echo này thì mấy con như Lee Sin giờ nó không ngán. Doran cũng đã có đồng hồ rồi. Ryze có TP này. Nên là Zay nếu như mà giờ Zay xuống dưới thì cũng chỉ là tình huống cùng lắm là 5v5 thôi. Không áp lực lắm. Ôi, con Ezreal nó bắn kìa. Vãi cả nồi ạ. Hồi máu đến từ Kai'Sa được dùng để Doran rút lui ạ. Thôi té các bạn ơi. Thậm chí là hồi mã thương đấy mà các bạn muốn, nếu các bạn muốn Doran sẵn sàng trả lời. Mocha thì chắc là không chơi nổi, Mocha mất máu nhiều quá. Lee Sin bay ngược trở lại, đó là tình huống mà Doran bị hất tung sau cú độ lông cước, à không phải, đó là một tình huống mà Doran chết chay, không kịp chiêu cuối, không kịp đồng hồ, không kịp đa tên lửa gì ạ. Ủa sao kỳ vậy ta. Ủa Ezreal này nó bắn nát hết đầu rồi, không ai làm gì được con Ezreal này cả anh em ạ. Hơi toang. Ra TP xong chiêu cuối chạy mẹ rồi. Dòng 3 mất máu nhiều quá, đánh team fight không nổi các bạn ơi. Con Brom với con Kennen mất máu nhiều quá. Thôi chờ tốc biến con Kennen hồi lại tạt cánh thôi anh em ạ. Chứ tầm này đứng trước mặt Ezreal Pop không thở nổi. Rồng lẻ hả? Đã end được đâu mà rồng lẻ các bạn. Cái này làm gì đã end được. Có gì đâu mà end. End không được thì rồng chẵn á. Tầm này mà FF cái gì anh em. Còn đang game còn nguyên mà. Chờ ơn Kennen cấp độ 16 này. Nó có tốc biến, nó tạt cánh thôi các bạn. Sao vừa rồi nó không có tốc biến để tạt cánh với ở góc đứng nó hơi xấu. Nên là bị Eri nó bốc thốn quá. Chứ nếu mà có tốc biến tạt cánh được là Kennen này, đồ này nó làm một cú đi luôn. Ezreal này không có thanh tẩy này các bạn này. Ezreal này chỉ có Malmortius với cả đồng hồ thôi, không có tim băng luôn. Bị Kennen áp sát rồi Ryze với cả con Kai'Sa nó chụp vào thì đúng là chỉ có chết. Ôi, Doran vừa làm cái gì đó đặc biệt khu đứng trên và ép cả dịch chuyển của Z ạ. Có vẻ như là tình huống mà Kennen đã đầu tư chiêu cuối. Rồi Doran ép được cái dịch chuyển của con Sylas để cover con Zay. Zay dịch chuyển trở lại để ăn trụ. Bên này đó là cú Insect. Đồng hồ được bấm đến từ CID. Tốc biến của CID còn nhưng mà CC quá gắt.
CD đã phải lên bàn điểm số. Chiêu cuối vào đến từ Kai'Sa, bắn liên tục đến từ Kai'Sa. Tốc biến bắn trích cơn mới Katia và Clit hơi yếu máu rồi. Clit mất giác thiên thần, Kai'Sa bị áp sát. Chiêu cuối đến từ Kennen được dùng đến từ Z. Một tình huống hộ thể chạy nhưng mà Clit mất máu quá nhiều lên bảng. E đến từ Kennen vẫn đu theo được. Dịch chuyển của Doran được dùng, không còn chiêu cuối đến từ Doran nữa. Đang bị bắn rất đau bởi Ezreal, sau hai cú quy thì Doran mất hơn nửa cây và mất cả đồng hồ ạ. Một pha tốc biến chạy được đến từ Doran hay không, đây dịch chuyển vòng theo và Hybrid bắn free, không ai chạm được người Hybrid cả. Pha né của ánh sáng khá tốt của Mocha. Dịch chuyển vòng chặn đầu và đó là chiêu cuối dùng để rút lui đến từ Rai. Dùng chiêu cuối bảo vệ đá cổ để hồi máu ạ. Kai'Sa 19 hơi dướn cái mạng của con dây. Mà thôi cũng chấp nhận vậy. Mất một mega. Mất một mega rip và chưa ai chạm được với con Ezreal này cả. Giờ đã về đóng giá thiên thần rồi đấy. 4.000 tiền đến từ Hybrid. 4.000 tiền trên người của Hybrid. Ước gì có thể xe ra một ít cho con Kai'Sa phía bên kia ạ. Ezreal 18k cho nó, Kai'Sa chỉ có 10k mà thôi. Xạ thủ lệch 8k tiền các bạn ơi. Vãi cả nồi ạ. Con Brom này cướp Baron kiểu gì. Con Rexha nó còn cái E sát thương chuẩn cộng với trừng phạt nữa. Chịu. Con Ezreal vẫn còn muốn farm thêm là có gì ấy trời. Ông cấp 18 rồi ông còn farm thêm với cả lấy đồ làm gì nữa. Vẫn còn muốn farm thêm con cóc trước khi về ạ. Không biết làm gì luôn ạ. XP cũng không cần, bây giờ đồ thì cũng quá dư rồi. Giờ quan trọng là nó mua cái gì ấy. Giác thiên thần thì cũng hơi uổng vì giác thiên thần nó khá là rẻ tiền đấy. Bán đồng hồ lên luôn ở trì bạch ngân. Trì bạch ngân cộng với dược phẩm. Thời điểm này đam tay lên tới 454 đam tay. Có Baron lên tầm 450 đam tay anh em ạ. Đàm to vãi. Tầm này nó bắn là hơi... dòng chẵn rồi các bạn ơi. Ôi cùng ánh sáng nửa cây. Rek'Sai tốc biến lên dòng sát thương với chiêu cuối. Sát thương đấy từ Rek'Sai là vừa đủ với kỹ E. Kỹ E rất nhiều sát thương chuẩn ạ. Cái nen của Doran bật chiêu cuối gỡ mạng. Sát thương là không đủ. CD vẫn sống với tiếng đào hầm đi ra. Còn Mocha là người lên bảng. Salad tiếp tục băng vào. Clip còn nỗ lòng cước. Nó có đồng hồ không nỗ lòng cước kịp. Yarrow gỡ được một mạng của Echo trong tay Keria bằng một cú quy. Lee Sin đang có hộ thể nỗ lông cước để cover team và Z lên bảng điểm số. Rai dùng chiêu cuối để rút lui máu yếu quá rồi. Một cú quy đến từ vị trí của Rek'Sai của CAD. Hạ gục thành công được Yaharong. Nếu như CAD chết thì có lẽ Rai của Yaharong đã sống. Nhưng điều đó đã không diễn ra. Bây giờ sẽ là tình huống 2 vs 3 rất khó khăn. Bộ đôi Clit cộng với Doran đang phải phòng thủ trụ trong bối cảnh là ăn một quy của Ezreal là mất nửa cây. Dịch chuyển hoặc bắn cực kỳ tự tin. Lính quá nhiều. CAD lên bảng sau tình huống quy đớp đến từ vị trí của Doran. Sau đó thì lính tràn vào với những quả cầu sấm với những tình huống phát bắn thần bí. Thì Doran và Clit bất lực rồi. Và như vậy chiến thắng dành cho team của Hybrid và Keria với một con Ezreal được nuôi cực kỳ xanh và không mất. Không mất cái gì cả, không mất man mo tiến, không mất cả trùy bạch ngân để đánh một pha team fight, nó quá chênh lệch đi. Không ai ăn rồng nữa. 13 giây nữa mới có rồng các bạn ơi. Được, cái giá Echo support này các bạn ok đấy. Ủa, Ezreal 40k đam. Doran gọi là làm hết sức rồi đấy. Ôi, Kai'Sa ngang đam với Echo luôn ạ.